Thưa quý vị, tổ tuần tra kiểm soát thuộc Phòng Cảnh sát Đường Thủy Công an thành phố Cần Thơ vừa phát hiện hai phương tiện xà lan chở cát trên tuyến sông Hậu thuộc địa bàn phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, nhưng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số khoáng sản trên. Hai xà lan mang số hiệu KG04979 và KG58141. Mỗi xà lan vận chuyển khoảng 274 mét khối cát. Qua kiểm tra, thuyền trưởng và nhân viên không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc số cát này, nên tổ tuần tra đã mời tất cả về cơ quan công an để làm việc. Bước đầu, cả hai thuyền trưởng của hai xà lan đều trình bày số cát trên được lấy tại mỏ khai thác cát VHT trên tuyến sông Hậu thuộc thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang và đang trên đường vận chuyển về Tân Hiệp, Kiên Giang. Khi đến địa phận Dàm Cái Sắn thuộc thành phố Cần Thơ thì bị lực lượng cảnh sát đường thủy công an thành phố Cần Thơ phát hiện. Phòng cảnh sát đường thủy phối hợp với phòng cảnh sát môi trường công an thành phố Cần Thơ tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý hai trường hợp trên theo quy định của pháp luật.